chào anh chị. Clip này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái cách mà chúng ta áp dụng cái block thuộc tính để định nghĩa cái khung bằng vẽ có thuộc tính như chúng ta nhìn thấy trên màn hình này nè. Chúng ta có cái khung bằng vẽ A4 chiều ngang đó là 297, chiều cao 210 và trên đó là có cái khung tên với những cái thông tin như thế này anh chị xem nè. Đây, thì bây giờ block thuộc tính khi mà áp dụng cho cái khung tên là như thế nào? Ở trên cái khung tên ở khung bằng vẽ này thì có những cái đối tượng mà nó cái thông tin nó sẽ thay đổi phụ thuộc vào cái dự án, cái bản vẽ mà chúng ta sẽ triển khai. Ở trên cái bản vẽ này, ở trên cái khung tên này thì những cái chữ màu vàng đấy, anh chị xem những cái màu vàng đó là những cái thuộc tính, những cái yếu tố nó sẽ thay đổi. Cho nên khi định nghĩa cái khung bản vẽ này thì mình sẽ gán thuộc tính cho những cái đối tượng như vậy. Còn những cái đối tượng màu trắng giống như tên công trình, tên bản vẽ này nó không thay đổi, nó cố định rồi thì thôi. Thì bây giờ là gì? Để trước khi mà chúng ta tiến hành định nghĩa lại một cái khung A4, khung bằng vẽ A4 có gán thuộc tính thì chúng ta sẽ hiểu một chút về cái mục đích mà mình sẽ làm. Thì bây giờ cái khung này là mình định nghĩa, tức là áp dụng block để định nghĩa nó ra rồi đúng không? Bây giờ mình mở một cái bản vẽ mới nè. Đấy, bản vẽ này hoàn toàn mới nè. Bây giờ tôi muốn áp dụng lại cái khung đó, cái khung bản vẽ A4 đó. Bây giờ mình gọi là insert nè. Được nha, insert block nè. Anh chị thấy không nè, hoặc là nhấn phím Y nha. Rồi bây giờ là chúng ta kích chuột vào chọn Browse. Rồi tôi đã định nghĩa cái khung bản vẽ bằng file bản vẽ riêng có thuộc tính và đặt tên nó là A4 kiến trúc ATT này. ATT sẽ là attribute, tôi đặt để tôi nhớ thôi. Rồi bây giờ nhấn OK nè. Rồi tôi chèn nó ngoài màn hình nè. OK anh chị nha. Ở đây nó có cái tỷ lệ của cái khung bản vẽ này, tôi để tỷ lệ 1:1 đi nha. Rồi bây giờ nhấn OK nè. Tôi kích chuột ra ngoài màn hình là tôi đặt nè. Rồi khi mà tôi kích chuột đặt á là nó sẽ xuất hiện một cái bảng để mình edit cái attribute, tức là edit cái thuộc tính á, những cái thuộc tính, những cái chữ màu vàng mà nãy tôi nói chị đó, ví dụ như tên công trình nè. Bây giờ mình mới nhập vô nè, tên công trình nhập vô nè, ví dụ OK nè. Rồi tiếp tục là mình nhập vô tên bản vẽ này. Chỗ này nó không có bôi đen, nó bôi màu xám á, là vì cái thuộc tính đó, là cái thuộc tính test đó nó có hai dòng, tức là hơn một dòng á, thì để mà nhập thì chúng ta kích chuột đây. Cái này là quá trình chúng ta định nghĩa thôi, anh chị sẽ tìm hiểu sau. Rồi bây giờ mình nhập những thông tin, giả sử mình nhập nhanh nha anh chị xem nè. Đó, OK nha, rồi mình nhấn OK. Rồi những cái thông tin này nó bắt đầu nó sẽ update theo cái ý đồ của mình và nó phụ thuộc vào cái hoàn cảnh mà mình sử dụng cái bản vẽ này, tức là gì, cái dự án mà mình triển khai ấy. Cái này rất là hay. Cho nên là bây giờ là gì, giả sử bây giờ là gì, anh chị copy cái khung này ra làm một lần nữa để tạo ra một cái khung bằng vẽ thứ hai, thì ta chọn vào điểm nóng, enter, chọn C, enter, tôi di chuyển vào đây, kích chuột trái đặt. Tôi đang thực hiện cái thao tác copy đấy. Rồi bây giờ là gì, mình muốn thay đổi thông tin đúng không? Thay đổi thông tin thì ta chỉ việc là vậy, giữ control là kích chuột trái vào cái thuộc tính mình cần thay đổi, và bây giờ mình nhập dữ liệu vào, enter xuống hàng nhập dữ liệu vào, OK chưa? Rồi tương tự những cái thuộc tính khác muốn thay đổi là làm như vậy, rất là tiện, rất là tiện. Thì anh chị đã hiểu được là cái chức năng của việc mà sử dụng là gì, áp dụng cái block thuộc tính để chúng ta làm gì, định nghĩa một cái khung bằng vẽ để sử dụng đi xuống lại nhiều lần và nó thuận tiện trong quá trình mà sử dụng của mình. Bây giờ những cái này là mình định nghĩa rồi, thì bây giờ mình mở ra một cái bản vẽ mà một cái khung bản vẽ mà áp dụng cho cơ khí này, thì mình tìm hiểu cái khung này một xíu. Thì trước khi định nghĩa thì mình phải tạo ra như thế này trước cái gì nè, và cụ thể chúng ta nhập luôn dữ liệu của cái khung tên luôn, dữ liệu như thế nào đó, những thành phần như thế nào chúng ta sử dụng luôn, ta nhập luôn nha. Mình kiểu mình kiểm tra sơ qua cái khung bản vẽ này. Bây giờ mình đo cái thước nó xem thử cái chiều này. Khung này cũng là khung gì anh chị? Khung này cũng là khung A4 ngang 2-7 và cái chiều này cũng là 210. Nhớ khi định nghĩa thì cái đường bên ngoài là mình đưa lên lớp nháp để khi in ra nó mất cái đường lề. Đây là cái lề bên ngoài của tờ giấy đó anh chị. Và cái đường bên trong thì mình đưa lên một lớp bất kỳ, không phải là lớp nháp là được. Bởi vì thuộc tính lớp nháp á là cái in ra là không có. Anh chị anh giống giờ nhìn thấy với in ra không có. Cái này là cái mép giấy đây anh chị này. Rồi cái khung bản vẽ những thành phần này á, thì mình phải tạo trước. Cụ thể những cái biến này nè tôi cũng tạo luôn, để tôi kiểm tra cái chiều cao của chữ nó như thế nào, nó hợp lý chưa. Ở đây á, là chiều cao của chữ nè, mấy cái chữ màu trắng này chiều cao đó là 1.6, còn những cái chữ là lớn như thế này chiều cao đó là 3.5. rồi còn đây là cái logo, có nghĩa là trước khi định nghĩa là chúng ta phải tạo ra cái khung bản vẽ này, khung tên này nó hợp lý cái đã, cụ thể có test nữa. Thì việc đầu tiên nhất là vẽ cái khung này ra, anh chị hiểu ra hai khung này ra là anh chị biết cách làm rồi gì nữa. Rồi dựng luôn cái khung tên, bây giờ đặt test vô thì anh chị cũng phải biết làm rồi đúng không. Đặt test đó thì trước khi mà làm test là anh chị phải tạo ra kiểu test, thì cụ thể ở đây tôi đã tạo ra kiểu test rồi nè, tôi đã tạo ra kiểu test rồi nha,
test của tôi là kiểu test của tôi là tôi đặt cái tên cái kiểu test là UTM Avon, nó sử dụng cái phông chữ UTM Avon này, và cái chiều cao tôi không cần gán ha. Rồi chỉ đơn giản vậy thôi, tôi đặt cái kiểu tên kiểu test theo theo tên của phông chữ. Đấy, rồi anh nhớ vậy nha. Bây giờ mình kiểm tra nè, đấy giả sử mình kiểm tra là cái chiều cao của cái tên bản vẽ là như thế nào nha. Rồi bây giờ mình gọi công cụ này. Cái kiểu test hiện hành của mình đó là UTM Avon này. Bây giờ là gì, chúng ta sử dụng công cụ DT này để nhập test đơn á, mình kiểm tra thử chiều cao của thằng tên bản vẽ này có phải là gì, là 3.5 không nha, chiều cao là 3.5 không. Bây giờ mình kích chuột trả này, nó hỏi mình là điểm start point, điểm bắt đầu đặt test đó. Rồi chiều cao là 1.6 này, bây giờ mình nhập là 3.5 này, 3.5 enter. Rồi có sai test hay không, nó hỏi mình có sai test là không, nhấn số 0 luôn enter. Và bây giờ mình nhập dữ liệu vô tên bản vẽ, ok enter enter kết thúc lệnh. Anh chị xem là cái chữ này là 3.5 này, có nghĩa là mình phải tạo ra trước để mình kiểm tra, còn thằng này á, là 1.6, anh chị nhớ nha. Đấy, ok. Bây giờ là mình sẽ định nghĩa lại thằng này, mình định nghĩa lại cái thằng này thành một cái file, một cái khung bản vẽ, một file bản vẽ riêng là cái khung bản vẽ mà có thuộc tính. Ok. Như vậy là cái bước ban đầu là cái bước chuẩn bị dữ liệu. Bây giờ mình copy cái này ra nha. Mình làm như rồi á, mình copy ra. Copy ra đặt ở đây rồi cho tôi nè. Đây, rồi bỏ cái dữ liệu đi. Xong chưa? Rồi mấy cái này nữa, bỏ mấy cái này đi. Đó, mấy cái này bỏ đi nè. Tên bản vẽ bỏ đi luôn. Ok anh chị nha. Tên bản vẽ bỏ đi luôn nè. Đấy, rồi cái tỷ lệ bỏ đi luôn nè. Rồi, cái này bỏ đi luôn nè. Đây là cái khung khung bản vẽ cơ khí, là cái lề của nó là nãy mình đo chưa hè, mình kiểm tra chưa, cái lề của nó nãy là 20 nè, và cái lề bên này là 10 nè. Bây giờ anh chị nhớ nha, cái lề đó là 10. Và ở đây có một cái nữa là cái gì anh chị, cái logo file repeat đó anh chị nè. Thì bây giờ để đưa cái này vô thì đơn giản lắm ha. Cái này cũng cố định, cái logo cũng cố định, ta vào insert nè, rasterize email. Đấy, và ta chọn giả sử đưa cái logo này vô, ok đi, ok đi đó. Nắm ta kéo thôi, đặt từ đây ta kéo qua sang đây nè, ok chưa. Rồi đấy, rồi bây giờ giả sử như vậy đi, giả sử như vậy đặt ở đây đấy, cái này là cố định mà, cách mà đưa logo vô vậy thôi anh chị. Rồi không chưa. Bây giờ là trước khi làm á thì bây giờ tôi sẽ tạm thời tôi vẽ ra một số cái đối tượng như vậy này nha anh chị. Đối tượng như này tôi chuyển cái màu nó đi, cái màu màu này đi ha, chỉ màu này đi. Để xíu tôi giống cho nó dễ thôi, giống hàng cho nó dễ thôi anh chị nha. Rồi giống hàng này, giống như này, tôi án trên cái này để giống hàng cho nó dễ thôi, nó canh giữa anh chị nè. Ok xong cho anh chị nè, tức là mình bỏ những cái chữ màu vàng đi, những cái thuộc tính này này bỏ đi ha. Bây giờ mình định nghĩa nó là mình gắn thuộc tính nó vô này nha. Thuộc tính đầu tiên là cái tỷ lệ đúng không anh chị, tên bản vẽ trước chứ. Rồi bây giờ mình bắt đầu là tạo thuộc tính thứ nhất nè, ta sử dụng cái lệnh att attribute này, att nha, enter nè. Rồi ở trên cái hộp thoại này thì cái biến, đặt tên cái biến, cái biến á, biến đầu tiên chính là tên bản vẽ đúng không anh chị. Rồi ta gọi là tên bản vẽ. Rồi ok chưa. Ở đây là vậy, chúng ta nhập cái đây là cái biến, cái biến thì thuộc tính của nó là không được gọi tiếng Việt này, gọi tiếng Việt không dấu và không có dấu cách nha anh chị, cái biến là không có dấu cách. Cái đây là dòng nhắc thuộc tính, tức là dòng nhắc để khi mà mình chèn cái khung bản vẽ mà có thuộc tính đó, là nó sẽ xuất hiện cái dòng nhắc để yêu cầu chúng ta nhập cái thuộc tính nó vô, nhập cái nội dung của thuộc tính vô, tức là nhập này, nhập nội dung, nhập tên đi, nhập tên bản vẽ. Đấy, đấy. Và cái giá trị ban đầu, tức là giá trị ban đầu default, tức là giá trị mặc định ban đầu là cái gì. Thì cái chỗ này là mình có thể để trống, và cái phần mode bên 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 phải này này, nếu như lock position á thì mặc định anh chị cứ để nguyên như vậy cũng được. Lock có nghĩa là nó khóa vị trí luôn, cái thuộc tính này nó không di chuyển ở trên cái bản vẽ này nữa, nó khóa lại vị trí luôn, có thể là khóa hoặc là di chuyển tùy anh chị. Còn nếu như cái bản tên bản vẽ này là hai dòng á thì chúng ta thêm vô multiline. Bây giờ nếu là hai dòng đi, thêm vào đây nha, nếu là hai dòng multiline này tức là gì, cái nội dung của cái biến là tên bản vẽ nó là hai dòng thì nó nhiều hơn hai dòng á, nhiều hơn một dòng á thì ta sẽ đánh dấu vào multiline, còn nếu là một dòng á thì anh chị không cần đánh dấu, ok chưa. Rồi bây giờ tiếp tục nè, tiếp tục là test setting á, thì cái mục là test style tính là mình sử dụng cái kiểu test nào. Thì mình hồi nãy là tôi nói như vậy là mình đang sử dụng kiểu test là có cái phông chữ là UTM Avon, tôi đặt tên kiểu test là tên của phông chữ luôn để chúng ta dễ nhớ. Rồi bây giờ là gì, test hai là nãy là cái chỗ này là mình kiểm tra nó là chiều cao nãy là 3.5 đúng không, thì bây giờ mình để nguyên 3.5. Bây giờ quan trọng, cái quan trọng nữa nè,
là cái giống hàng này, ta sử dụng cái middle center nha. Thấy chưa? Middle center nè. Rồi ok nha. Nhớ là 3.5 nè, ok nè. Rồi ta đặt ngay chỗ này cho tôi. Ok anh chị nè. Đây, và cái biến này á là gì, cho màu vàng nha anh chị. Đấy, cho nó dễ. Rồi. Một cái nè. Cái thứ hai. Cái thứ hai là cái tỷ lệ đúng không? Cái tỷ lệ nè. Tỷ lệ bây giờ là chúng ta làm tỷ lệ như sao? À, thêm một cái thuộc tính nữa, thuộc tính tỷ lệ ATT. Thuộc tính tỷ lệ cái chữ chỗ này là gì? Hồi nãy là bao nhiêu hả? 1.6 hả? Anh chị làm bao nhiêu tùy anh chị. À, bây giờ là cái việc mà mình tạo ra, trước đó anh chị tạo ra một cái file, ta nhập đầy đủ nội dung vô đúng không anh chị? Ta nhập đầy đủ nội dung vô để ta kiểm tra chiều cao chữ số, chiều cao của cái test mà ở trong cái khung bản vẽ, khung tên này này, nó là hợp lý chưa? Thì ở đây là gì? Những cái chữ nhỏ này là chiều cao nó 1.6, chữ lớn là 3.5. Anh chị có thể điều chỉnh tùy anh chị đó nha. Rồi bây giờ là mình thêm cái thuộc tính thứ hai. Thuộc tính thứ hai là cái tỷ lệ của bản vẽ này, ATT. Nhớ là sử dụng lệnh ATT để mà thêm thuộc tính. Rồi bây giờ mình thêm thuộc tính này này, bỏ cái này đi. ATT. Cái này thì không, chỉ cần một dòng thôi, không cần khóa hoặc không khóa thì anh chị. Rồi. Cái biến thuộc tính này, tỷ lệ. Nhập tỷ lệ. Dòng nhất thuộc tính. Giá trị ban đầu thì anh chị có thể là nhập gắn tỷ lệ 1:1 hoặc là bao nhiêu đó tùy anh chị nha. Anh chị có thể để trống cũng được không sao hết đó. Ví dụ tỷ lệ 1:1, ví dụ như vậy. Tùy anh chị. Rồi. Ở đây là gì? Ta không để là gì? Middle center. Ở đây là chiều cao nè, là 1.6 nè. Ok chưa? Xong chưa? Bây giờ nhấn ok nha. Nhấn ok, đặt ở đây cho tôi. Đó, chọn nó được đây. Phân biệt một xíu đi. Rồi. Bây giờ mình copy thuộc tính là, bây giờ mình copy để tạo ra thuộc tính thứ ba, ta chọn cái điểm nóng nè. Chọn điểm màu xanh nó chuyển thành điểm màu đỏ nè. Nhấn enter nè, chọn phím C, enter này di chuyển tới đây. Đặt vô chỗ này cho tôi nè, một cái nè. Rồi, nhấp đôi chuột trái vào đây. Nó là cái gì đó? Người vẽ. Người vẽ. Ok, nhập tí, nhập người vẽ. Chọn nó nhanh á. Mà có thể nhập tên mặc định vô là ông Nguyễn Văn Vinh hay là ông gì đó tùy anh chị, không thôi để trống. Rồi enter kết thúc. Mà bây giờ ở đây xuống dưới enter, chọn C, enter, đặt ở đây đúng không, cái chuột vào chỗ này cho tôi. Đấy, để thuộc tính thứ tư đúng không, nhấp đôi chuột trái vào đây. Rồi cái gì đây, kiểm tra. Nhớ là cái tab này á, là cái biến thuộc tính là tiếng Việt không dấu và không gõ cách ra, còn cái dòng nhắc thuộc tính này là nhập bình thường, nhập là người vẽ này, người vẽ. Ok, thấy chưa? Còn cái nào nữa? À, bài số nữa hả? Enter, đưa cái này qua đi. Thuộc tính thứ 5. Enter, chọn C, enter, đặt vào đây. Ok, xong chưa? Nhấp đôi chuột trái vào đây. Thuộc tính thứ 5 nè. Là bài số. Ok. Nhập số bài. Ok nha. Ok, ví dụ như vậy. À, xong chưa? Như là mình chuẩn bị xong rồi nè. Bây giờ là cái bước. Cái bước tiếp theo, bước đầu tiên là chuẩn bị dữ liệu. Bằng cách là chúng ta vẽ khung bản vẽ ra. Rồi là gì? Khung tên, chuẩn bị khung tên, kiểm tra chiều cao của chữ số của cái test ở trong cái khung tên này. À, chúng ta gõ một cách bài bản vô, mình chuẩn bị nội dung rồi á, thì mình sang cái bước tiếp theo nữa là mình sẽ làm gì anh chị? Sử dụng lệnh ATT để chúng ta gán thuộc tính vô. À, rồi, bây giờ mình sang bước thứ ba là mình bỏ mấy cái này đi nè. Đầu tiên là bỏ mấy cái đường giống này trước khi mình định nghĩa nó nè. Ok nha. Đấy, đơn giản lắm, không có gì khó hết. Rồi, bây giờ là mình định nghĩa nó nha. Bây giờ ta sử dụng cái lệnh là write block, lệnh write block để định nghĩa lệnh write block nha anh chị. Rồi chúng ta chọn ở đây cho nó dễ đi, phím tắt nó là phím V kép đi nè, phím tắt là phím V kép, write block nha anh chị. Nhấn enter nè, V kép block nè, write block nè, tức là ta định nghĩa đối tượng được chọn, bản vẽ hiện hành hay là cái khối, cái block ở trong danh sách này, chọn trong danh sách này thành một cái file bản vẽ riêng. Đấy, nếu chúng ta định nghĩa bằng cái khung bản vẽ này bằng cái lệnh block á, nếu ta định nghĩa bằng cái lệnh B này, enter này đúng không, thì cái khung bản vẽ này nó chỉ tồn tại trong cái bản vẽ hiện hành này thôi. À, để mà tiện á, thì chúng ta sẽ định nghĩa thành một cái file bản vẽ riêng nha. À, mình định nghĩa bằng lệnh write block nha anh chị, write block này. Ok chưa? Rồi mà trước khi định nghĩa thì bây giờ là gì, chúng ta muốn là cái ta chọn trước rồi gõ lệnh sau cũng được nha anh chị. Rồi ta chọn đối tượng này là 1 nè, giữ ship chọn là 2 nè. Chọn cái nào á trước á thì cái thuộc tính đó là xuất hiện trước khi mà chúng ta chèn nha anh chị. Xong chưa? Rồi. V kép nè, enter nè, đúng chưa? Sau đó là gì? Chúng ta vậy chọn big boy là chọn chỉ định điểm chèn điểm dưới cùng nè. Rồi chọn gì nữa? Quét chọn đối tượng nào, quét hết nè, chọn nè.
giờ mình chọn trong cái bước này mình không cần chọn trước đâu, mình chọn gì cũng được nha. Sau đó mình quét chọn luôn. Khi mà mình chọn như vậy rồi mình quét chọn luôn, anh chị lưu ý tôi làm lại lần nữa này nha. Mình gọi lệnh nè. Tại tại cái bước mà chọn đối tượng á, mình làm lại luôn đi. Này. Ta sử dụng cái lệnh là V kép này. Enter này đúng không? Rồi, mình sử dụng cái chức năng là object này là chỉ định đối tượng này, chọn đối tượng này để gắn nha anh chị. Rồi chọn cái điểm chèn nè, điểm chèn mà nó ở góc dưới bên trái này. Rồi nha, rồi chọn đối tượng nè, chọn đối tượng nó định nghĩa nè. Đầu tiên là mình chọn những cái thuộc tính cái đã. Anh muốn cái này xuất hiện trước là chọn cái này. Cái này. Ok chưa? Và cuối cùng là quét hết, enter là xong. Bây giờ đặt tên nó chỗ này nè. Ok nha. Cái chuột ở đây đi, cái chuột ở đây nè. Định nghĩa xong xóa lại hay là giữ nguyên lại? Thôi mình giữ nguyên đây, tức là ở đây nó có những cái tùy chọn nữa. Rồi sau khi định nghĩa những đối tượng này thành một file bản vẽ riêng rồi đó, là mình giữ nguyên nó thành những đối tượng đơn như ban đầu. Hoặc là mình khi mà chọn vào đây thì chuyển nó thành một cái khối luôn. Hoặc là làm xong là mình delete nó. Ok, tiện vậy thôi nha. Rồi, cái đơn vị sử dụng là theo cái đơn vị mà mình sử dụng trong cái bản vẽ này. Rồi, bây giờ cái chuột ở đây. Rồi, giả sử mình load ở đâu đây? Load trên màn hình của mình đi. Rồi, tạo ra một cái này gì? Thư thiết kế. Ok chưa? Nè ví dụ nè, lâu đây nha. Lâu đang lên tên desktop á. Rồi, cái này là A4 ngang nè, nhớ là A4 ngang. Ok, rồi lưu với dạng file 2017 ha. Ok nha. Rồi, nhấn ok. Xong, bây giờ mình sang đây mình chèn ra thử nha, mình chèn thử nha anh chị. Cái này nè. Chèn nè. Chèn thử nè. Bây giờ mình chèn nè, mình mở ra một file bản vẽ mới luôn, mình chèn đi. Đây nè. File hoàn toàn mới à, mình chèn vô đây đúng không, mình vào nhấn lên y insert á và chọn browse ra ngoài màn hình nha anh chị. Nãy mà định nghĩa bỏ mình dục nó ra ngoài màn hình này nè, ra desktop á. Đó rồi nè. Ra ngoài màn hình của mình, ra cái desktop của mình nè. Thư viện thiết kế đúng không anh chị nè, đâu không thấy gì trơn nè. À 4000, hôm nay mình luôn lộn rồi, nó không nằm đây mà nằm à, đặt vô đây tôi biển, mở tôi biển đây nè. Đây nha. Rồi. Mình chưa nhập tỷ lệ nha anh chị. Rồi nhấn ok nè. Đó. Bây giờ nè, ta kích chuột trái nè, ta kích chuột trái nè. Kích chuột trái nó đặt nè, là tự động nó xuất hiện nè. Thấy chưa? Nhập tên bản vẽ, nhập tỷ lệ, nhập người vẽ, nhập rồi bây giờ nhập. Cái này là cái nhập tên bản vẽ là cái biến này là nó từ nó là nhiều dòng cho nên là mình phải kích chuột ở đây. Sau đó mình nhập dữ liệu vô, ví dụ như là bản vẽ tầng 1. Ok. Tầng 1. À ví dụ như này nha. Ok nha. Rồi bây giờ là tỷ lệ giữ nguyên, người vẽ Nguyễn Đặng. Rồi, tiếng Việt không được ha. Bây giờ mình có cách như sau. Kích chuột vào đây, mở rộng các bạn ra nè. Unicode á, mở rộng nó ra. À này, luôn luôn sử dụng clipboard như Unicode đóng lại nha. Rồi bây giờ gõ nè. Ok, rồi người vẽ ha. Nhập tỷ lệ nè, 1:1 nè, nhập người vẽ. Hồi nãy mình chọn ở đâu mà có hai cái nhập người vẽ rồi. Người kiểm tra chứ, cho nên là người kiểm tra chứ sao người vẽ hả? Hồi nãy mình quên đổi rồi đây. À, anh chị nhớ. Ok. Rồi bây giờ nhấn ok nè. Đấy là những cái thông tin của mình đã thay đổi như này. Thấy anh chị hình dung chưa? À, những cái thông tin của mình đã thay đổi nè. Mình quay lại cái bài nãy, bài cái chỗ này. Đâu rồi? À, kiểm tra, người kiểm tra. À, bây giờ mình chèn vô đây ngược lại nha. Chèn là y nè. Tên bản vẽ, nhập tỷ lệ, nhập người vẽ, người kiểm tra chứ, người kiểm tra chứ, để mình chọn lộn rồi, mình chọn nhầm ở đâu đó đúng không? Đấy, người kiểm tra đó là chọn cái chỗ này nè, chọn mấy cái biến này nè. Đấy. À, cách làm là như vậy đúng không chị? Chúng ta sót lại một xíu và anh chị lưu tâm cho mình nè, khi mà chúng ta định nghĩa cái này á, khi mà định nghĩa thì mình nhập vô rồi mình kiểm tra sau cũng được, nói như thế này nha. À, là mình nhập nha, mình chèn lại nha, mình chọn y nè. Chèn lại nè, rau nè, chèn lại 4 ngang nè,
ok nha. Rồi mình kích chuột cáo vào đây, mình nhấn ok luôn cũng được để nó chèn ra ngoài màn hình cái đã. Rồi bây giờ là gì, muốn thêm thuộc tính vô, mình soạn lại nội dung cái thuộc tính đó. À, mình soạn lại thuộc tính, nội dung thuộc tính này, nhấn đôi chuột cáo vào đây nè, ok nha. Rồi bắt đầu mình nhập vô, ví dụ nhập tên bản vẽ này, kích chuột vào đây nhập. Ok rồi, cái này tỷ lệ đấy, tỷ lệ một hai gì đó, ví dụ như là ok. Rồi bây giờ nó đâu lại rồi, người vẽ đấy, rồi người vẽ này đúng không, rồi người kiểm tra đấy, kiểm tra người vẽ ok đấy. Rồi người vẽ đâu, người vẽ nhập vào đây đấy, ok cho anh chị. À, chúng ta có thể là gì, chúng ta có thể là gì chèn vô rồi sau đó là chúng ta hiệu chỉnh lại nội dung. Bây giờ mình copy cái này ra, enter, chọn C, enter thì giống như ban đầu mình nói gì đó. Bây giờ chúng ta hiệu chỉnh nội dung thì giữ phím Ctrl kích đôi chuột trái vào cái biến, cái nội dung mình cần hiệu chỉnh là cái biến thuộc tính ban đầu đó. Rồi bây giờ mình nhập nội dung mới vô vậy nha. Đấy, rất là hay, hy vọng là qua clip ngắn thế này là chúng ta sẽ biết cách mà định nghĩa cho mình một cái khung bản vẽ mà nó hoàn chỉnh, nó tùy biến, tùy theo nó tùy biến và được sử dụng cách rất là thuận lợi khi mà chúng ta in ấn có thông tin là cái khung bản vẽ đó. Rồi tôi quay lại chỗ này một xíu nha anh chị nha. Thì cái khi mà định nghĩa thì cái khung bản vẽ của mình á, nó là tỷ lệ 1:1, nó là tỷ lệ 1:1. Bây giờ là khi mà chèn vô, giả sử bây giờ mình chèn này, mình chèn cái khung bản vẽ của mình vô đây nha, y nè, mình chèn nè, rồi mình chèn cái khung kiến trúc mình vô đây nha, ok kích chuột vào đây nè, rồi nha. Bây giờ mình nhấn ok luôn nha, xíu là mình hiệu chỉnh lại nội dung sau. Thì nó nhỏ như thế này anh chị nè, đấy mình không biết là mình sẽ đưa cái đối tượng này vô như thế nào. Thì có hai cách, một đó là chúng ta sẽ scale chính xác cái tỷ lệ mình cần biểu diễn, ví dụ mình biểu diễn là cái đối tượng này là trong cái tờ giấy mà phóng lớn 100 lần, tỷ lệ 100 á, thì mình sẽ scale cái đối tượng này lên 100 lần, tức là tờ giấy 100 một lần anh chị, anh dùng chưa. Mình làm nè, scale nè, lên SC anh chị, enter, sau đó cái là gì, mình chọn cái điểm cơ sở điểm này, mình nhập vô cái tỷ lệ mình phóng lớn cái tờ giấy lên 100 lần, ok nha. Sau đó là gì, mình mới đưa ông này vô đây, mua ông này vô đây, anh dùng chị, anh chị anh dùng chưa. Đó là cách thứ nhất, đó là cách thứ nhất. Ok, cách thứ hai là bây giờ mình cứ chèn nó vô bình thường nha, mình chèn vô bình thường nè, rồi ok ta cứ chèn ở đây bình thường nha. Đấy, mình hiệu chỉnh nội dung sau. Bây giờ để đưa cái đối tượng này vô trong cái khung bản vẽ này nè, một cách mà nó cái tỷ lệ của nó so khớp, nó nhìn nó thuận thuận con mắt á, tức là nó vừa skip luôn á, thì chúng ta gì lúc đó chúng ta vẽ ra một đối tượng như vậy nha, đó như vậy nè. Ok bây giờ mình scale, mình vẽ một đối tượng này để mình tham chiếu, lấy cái đối tượng này để mình tham chiếu cái tỷ lệ, tham chiếu có lẽ để thay đổi cái kích thước cho cái khung bản vẽ này nè. Rồi bây giờ mình sử dụng cái lệnh SC scale này. À, ta chọn điểm cơ sở ở điểm này và nhớ là ta chọn reference để mà định tỷ lệ bằng cách tham chiếu tỷ lệ từ một đối tượng khác ha. Bây giờ cái chiều dài ban đầu là chiều dài mình cần tham chiếu là cái khung bên trong á này, từ đây đây nè. Rồi bây giờ mình chọn boy để mình tham chiếu tới cái chiều dài của đối tượng này, từ đây đây nè, đó ok chưa. Rồi bây giờ mình nhấn nè, đâu rồi, làm lại đi nha, đối tượng ban đầu rồi, REC này ban đầu nó như vậy đúng không. Rồi bây giờ mình tham chiếu lại nha, scale nè, quét chọn đối tượng này, chọn đối tượng này đúng không, rồi chọn R nè đúng chưa. Rồi cái chiều dài ban đầu của mình đó chính là cái chiều dài này, chiều dài ban đầu của mình là như này nè. Rồi mình chọn boy để mình tham chiếu tới chiều dài của cạnh này đó, ok anh chị hình dung cái đồ chưa. Rồi bây giờ mình bỏ cái này đi, rồi là đảm bảo là nó vừa fit giống như ban đầu mình so khớp á, enter, và mình đưa cái này vô trong này. Anh chị hình dung cái đồ không nè. Rồi cách làm như vậy nha, nhưng mà nhớ là gì, mình so khớp rồi là mình nhớ là mình phải căn chỉnh thế nào để nó đừng có trùng trùng với cái đây nha, trùng với cái chỗ này là nó không được, ok anh chị. Rồi cách làm là như vậy. Rồi hy vọng là qua cái clip này chúng ta sẽ biết cách chúng ta định nghĩa cái khung bản vẽ có gắn thuộc tính để chúng ta sử dụng nó linh hoạt khi mà chúng ta in ấn nhiều ở trên AutoCAD. Chào anh chị.